Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình hái ở nhà mình có cái gì thì mình xài cái đó các bạn. Thì ở trong vườn nhà mình có trồng một ít cà chua. Thì đây là những trái cà chua cuối cùng của mình nè. Đó, những trái cà chua cuối cùng mình hái vào. Và đây là những trái bí. Tại vì bí này nó còn non lắm nhưng mà nó không có phát triển được các bạn ơi. Tại vì bây giờ ở ngoài trời trời bắt đầu lạnh rồi cho nên là nó không lớn nữa. Mấy ngày mình về về nhà là hơn 2 tuần lễ rồi nhưng mà mấy cái trái này nó vẫn còn nhỏ xíu như thế này, cho nên bây giờ mình hái vào để mình dồn thịt rồi xong rồi mình nướng đó. Cho nên là hôm nay mình ăn nó còn non, mình sẽ để nguyên vỏ luôn. Mình dồn thịt vào bên trong và mình nướng đó, còn cà chua cũng vậy luôn. Mình sẽ làm cho các bạn ăn, mình sẽ làm cho các bạn xem. Thì làm nó cũng đơn giản lắm các bạn nhưng mà ăn rất là ngon đó. Cái này là thịt xay, thịt heo xay ha. Rồi mình sẽ để một ít sốt vô, mình sẽ làm 2 phần khác nhau, một phần là bình thường còn một phần là với sốt cà chua nướng trong sốt cà chua đó. Thì mình cần 2 củ hành để cho nó thơm. Thì củ hành mình sử dụng dạng giống như là rau củ quả thôi các bạn, để cho nó thơm cái nước thôi. Đó, bây giờ mình bắt đầu làm cho các bạn xem ha. Cái này mình sẽ lột vỏ. Đây, bây giờ thì mình đã lấy cái ruột của nó ra rồi nè các bạn. Đó, bí nè, mình lấy ruột ra. Cà chua cũng vậy luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ cho thịt vào đây. Đó, mình sẽ cho thịt vào đây rồi mình sẽ đem đi nướng. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể làm cách thủy, chưng cách thủy đó cũng được. Hoặc là cà chua thì các bạn có thể chiên cũng dễ thôi. Còn mình thì mình để vô lò nướng hết luôn. Các bạn nhìn thấy dễ thương ha. Đó, thấy dễ thương không? À, cái trái bí nó nhỏ nhỏ là mình để thịt vào bên trong như thế này nè. Đó, thấy đẹp ghê ha. Đó, bây giờ mình xếp vô để mình nướng thôi. Hành này thì mình cắt cắt miếng to to rồi mình thả vô thôi. Để cho nó thơm. Mình sẽ để vào đây một chút xíu nước để cho nó đừng có bị khét. Còn ở bên đây thì mình sẽ để sốt cà chua. Đó, ở phía bên đây thì mình sẽ làm sốt cà chua. Mình sẽ để vào đây một chút xíu muối cho cái sốt này nó đậm đà. Đây cũng vậy, một chút xíu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bao lại, mình bao với giấy aluminium rồi mình để vô lò mình nướng thôi các bạn. Mình nướng 180 độ trong vòng 1 tiếng 15 phút. Mình bao cái giấy aluminium này cho nó giữ nhiệt lại. Rồi xong là mình để vô lò nướng thôi. Thế là phần chuẩn bị đã xong rồi các bạn. Thì cái này mình có thể ăn với khoai tây luộc hoặc là ăn với cơm, rất là ngon. Đó thì cái lò của mình là 180 độ. Mình sẽ để cái này vào và nướng trong vòng
1 tiếng 15 phút các bạn. Xong rồi. Đó, bây giờ chỉ chờ để ăn thôi. Bây giờ mình sẽ nấu đi nấu cơm hoặc là làm khoai tây luộc. Đó, mình sẽ ăn chung với cái món này như thế đó các bạn. Đây, thì sau 1 tiếng 15 phút thì mình đã nướng xong rồi nè các bạn. Thì cái bên đây là tự nhiên. Đó, mình không có để sốt cà chua vô. Đó, rất là ngon luôn. Và ăn cái này nó không có nhiều dầu mỡ. Rất là ngon. Thì trái bí rất là mềm luôn. Nó chín rất là mềm. Và rất là thơm các bạn. Còn bên đây là mình làm với sốt cà chua nè. Thì, tại vì ông xã mình thích cái này với sốt cà chua. Đó. Và mình làm với sốt cà chua. Và đó, cái này là dĩa cơm của mình nè các bạn. Nhìn đẹp ghê chưa? Đó, trái bí nhỏ nhỏ tròn tròn. Mình sẽ ăn với cơm. Và sẽ chan lên một chút sốt của các loại rau củ này vào. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Rất là ngon luôn. Thì các bạn thử làm giống mình. Rất là đơn giản. Và có thể làm được cho nhiều người ăn một lúc. Đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Xin chào.